Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em lại cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn thông tin về các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto. Địa chỉ đơn vị là số 57-59-61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục: xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Mở đầu tiên thì em sẽ đi đến cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 Pre. Sản xuất là năm 2022, xe có ngoại thất màu xanh, nội thất ghế hai màu. Trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến, rồi là hệ thống cam 360, hắt kính lái, cảnh báo vượt trên gương, phanh khoảng cách, duy trì làn đường và rất nhiều các công nghệ an toàn tiên tiến khác nữa. Với mức giá của chiếc xe Santa Fe này hiện tại, em chào anh chị và các bạn với cái mức giá là 1 tỷ 130 triệu. Giá này vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Kế bên cạnh đây thì em vừa mới về một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G, sản xuất là năm 2021, nhập khẩu nguyên chiếc, làm bánh quãng đường chỉ có 17.000 km thôi anh chị ạ. Xe đã được nâng cấp một số tiện nghi option như hệ thống màn hình cam hành trình, dán kính về che mưa. Hiện tại anh chị và các bạn cần cái mức giá chi tiết cụ thể có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Chỉ hơn 500 triệu thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Kế sang bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về một chiếc xe CX-5, một chiếc xe siêu lướt sản xuất năm 2023, đăng ký 2024. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Ly lông trên chiếc xe trên nhiều chi tiết vẫn còn nguyên. Cái mức giá của chiếc xe này thì hiện tại đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với 780 triệu thôi. Là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe siêu lướt với đầy đủ các tính năng công nghệ an toàn và tiện nghi cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm về một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, và cái giá tiền của chiếc xe thì nó cũng rất là hợp lý. Sâu ở trong này đây thì em sẽ mời chị và các bạn cùng ngắm qua về hai chiếc xe màu trắng đang có mặt tại cửa hàng. Đầu tiên đó là một chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 Pre sản xuất năm 2023. Mức giá bán là 615 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Hay là bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 sản xuất là năm 2020. Chiếc này sản xuất là năm 2022 anh chị nhé. Hiện tại đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá 535 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng, ngoại thất trắng, nội thất kem. Các bạn cần video chi tiết cụ thể về những chiếc xe nào trên đây hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết cụ thể để anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Và cùng lùi ra bên này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm về hai chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo sản xuất là năm 2020, ngoại thất trắng, nội thất kem, với đầy đủ các công nghệ bản full nhất, đã được nâng cấp cam 360. Mức giá của chiếc xe này hiện tại đang chào anh chị và các bạn chỉ có 750 triệu thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Về chiếc gầm cao 5 chỗ với full tính năng. Sang bên cạnh đây thì em lại có một chiếc Mazda CX-5 nữa cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Với bản này là bản full 2 cầu sản xuất năm 2017. Mức giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ còn 560 triệu thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn. Các bạn cần thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn nhé. Và sang bên cạnh đây thì em đang có một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản đặc biệt, máy 2.4 2 cầu sản xuất năm 2019. Với tầm giá của chiếc xe bây giờ chỉ còn 775 triệu thôi. Giá vẫn còn thương lượng và hỗ trợ chủ tục trả góp lên tới 70% giá trị xe. Thời gian vay lãi suất cụ thể chi tiết để anh chị và các bạn hãy trao đổi cùng em. Chiếc xe này thì cam kết rõ cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục của chiếc xe là không bị đâm va, không bị ngập nước. Cuối cùng tại cửa hàng thì em đã có cho anh chị và các bạn là một chiếc xe Toyota Vios phiên bản ECVT sản xuất năm 2023. Mức giá của chiếc xe này bây giờ chỉ còn 480 triệu thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Ngoài ra thì cửa hàng đang chuẩn bị về cho anh chị và các bạn như là một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.7 một cầu 2015, mức giá 495 triệu, ngoại thất màu bạc, nội thất được nâng cấp lên màu da bò. Hay là Peugeot 3008 phiên bản Allure màu trắng sản xuất 2018, mức giá là 645 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Honda CR-V phiên bản G 2018 với mức giá là 705 triệu cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu.
Rất cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Các bác đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật sớm nhất.